sẽ hát phở lê trên Google, trên máy Xiaomi hoặc là máy tàu các loại. Chúng ta làm như sau: chúng ta vào Google Chrome, chúng ta tải Xiaomi Market này, mình cứ ghi ra, thì mình kéo xuống bên dưới nó có Google sẽ hát phở lê, Google sẽ hát phở lê, Google Play. Chúng ta kích vào Google Play, chúng ta ấn vào download, chúng ta kích vào Kicker. Chúng ta ấn vào tải xuống này, tải xuống này. Mở đây. Đấy, khi xong thì chúng ta mở ra, chúng ta ấn vào cho phép để cài đặt, ấn vào cài đặt. Các cái máy mà mình hàng sách tay qua đường buôn lậu thì nó không có CH vào đây, nên anh em mình phải cài vào. Nên chúng ta ấn vào khởi động chạy. Thì ấy, vào đây thì chúng ta ấn vào cái tài khoản. Chờ ấn vào tiếp. Tôi ghi mật khẩu. Và ấn vào tiếp theo, đồng ý. Cho phép. Thì tới đây chúng ta không cảm ơn, không cảm ơn. Và chúng ta vào tới đây thì chúng ta sẽ cài đặt. Này chúng ta cài đặt xuống luôn được. Như trường hợp mà chúng ta không cài đặt file được thì chúng ta ấn nút khởi động lại máy nhé, khởi động lại máy, vào lại từ đầu thì chúng ta sẽ cài được những cái ứng dụng. Đây là cách fit những cái CH Google Play mới bây giờ, thì mình chỉ cần khởi động lại và vào lại Google Play và chúng ta sẽ tải được ứng dụng. Chúng ta vào CH Play. Chúng ta tải trò chơi thôi. Tải trò chơi này nhé. Tiếp tục. Hơn 200. Thôi cái cái trò khác trò nhẹ hơn. Giờ load. Đây, thử tải cái Z3. Xong. Đây việc mở đây xong Z3. Các bạn nhớ like và subscribe, chia sẻ cho nhiều người khác cách cài CH Play tại nhà. Các bạn ngại ra quán hoặc là thích tò mò mày mò gì vô đây làm nhé. Xin cảm ơn.